Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Nó trốn cầu thang à? Thôi xong. Trốn gầm cầu thang hả em ơi? Mà định chơi ai mà cái là trốn gầm cầu thang cả. Thanh niên này có lẽ như là học tập giống sĩ kẹo đấy nhỉ anh em. Thế là xong. Bây giờ xem thì mình sẽ lượm thêm từ máu nha anh em. Đây, kẹo đang có đó là 4 từ máu rồi nhá. Người đâu? Oh my gosh. Mình sẽ lên chỗ này anh em ơi, đây. Ông nào mà nhảy qua cửa sổ chắc chắn là đan rồi nhá. Ui, trên nhà này không có ai hả anh em? Kẹo tận là có nguy cơ không có ai hả, không ai thì thôi vậy. À, lấy tạm cái bên một nha mọi người. Let's go. Cùng kẹo đi xem mạng nào anh em ơi. À, bên này. Đây, chạy thẳng qua phía này nha nào. À, đừng đấy canh à? Canh gì vậy em ơi? Ui, canh gì vậy em ơi? Sao nhá? Bạn ai vậy? Ui, bạn ai vậy? Nào, bạn ai vậy? Qua đây. Nào, bạn ai vậy? À, bạn ai vậy? Tính chạy à mày? Nào, tính chạy à? Bạn ai vậy? À, chạy à? Ui, đậu xanh ghê vậy. Ghê vậy anh em ơi. Ui, gắt thế. Mai anh em ơi, xíu nữa kiểu đai rồi. Ui, bạn này cho nó bắn sấy gắt quá mà anh em là kẹo sợ đấy. Công nhận là sợ thật anh em ơi. Chỉ còn một xíu nữa thôi thì kẹo sẽ đai nha. Đang đuổi theo thằng này thì bọn kia nó lại chạy đến nó bắn mình này. Game như này ai chơi? À, đã có Scar nhá. Ok, có Scar rồi. Có giỏi mấy ông qua đây. Có giỏi mấy ông qua đây tôi sấy cho luôn nhá. Có Scar rồi anh em ơi. Combo Scar cộng với MP40 này. Combo này sấy gắt thôi rồi các bạn ơi. Mình sẽ chạy qua phía bên tay phải này anh em ơi. Ok. Cố gắng kiếm top 1 luôn nha các bạn ơi. Có phía này. Lúc nãy là kẹo của Kim một thằng ở ngay bên này mà còn chưa kịp lượm sát nữa cơ. Đây, hòm sát ở ngay phía ngoài này anh em. Đây rồi nha các bạn ơi. À, cái này là M451. Thế là thôi, khỏi cần luôn cũng được nhá. Xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nha mọi người. Ok, vòng bài tiếp theo và vị trí thính đã được hiển thị nhá. Ồ, như này thì kẹo sẽ phải đến nhà máy điện nha anh em. Bây giờ thì kẹo mới có được 3 mạng đầu tiên thôi à anh em ơi. À, nghe từ tiếng thế nào, dựng bom keo thì phải. Hình như là vậy các bạn ơi. Kẹo nghe thấy tiếng nó rất là rõ luôn nha anh em. À, đậu xanh. Các bạn đâu rồi? À, các bạn làm mình sợ đấy. Ôi, dính ngay cái mũi anh gờ cả. Thôi, đây. Mình chạy xuống phía S nha anh em. Gắt. Có đây lưu dây không nhỉ anh em? Thôi kệ đu cho biết ngại gì. Tôi đâu có ngại cho nó sấy đâu anh em, nên là ngại gì mình đu dây luôn nhá. Ồ, phía dưới này đã phát hiện ra người rồi nha anh em ơi. Ngay chỗ thùng này. Ok. Chết là hết máu này nên là phải cuốn máu cái đã. Ok. Đu dây trên cao anh em sẽ kiếm được địch dễ hơn nha đây. Đây là kinh nghiệm của mấy anh em ơi, nhưng mà tốn hơi bị ít. À đâu, tốn mất 50 máu này. Tại là kẹo đang đu dây kẹo nhảy xuống anh em. Ui, ghê vậy. Có tận 2 đứa luôn cả. Gắt quá nhỉ. Kẹo tận là chỉ có 1 đứa thôi. Như này thì gắt quá rồi anh em ơi. Đai rồi nha em. Tưởng gì. Các bạn định làm gì có đấy vậy. Ui. Gắt à nha. Có giỏi chạy qua đi. Đây rồi. Đây rồi các bạn đây. Xanh mộ luôn nhé. Từ kẹo con máu cái đã. Ủa ơi, mấy ông làm tôi sợ rồi đấy nha.
Các bạn là mình sợ quá nhỉ. Ok ok đây. Mình xem mình loot thân đồ cái đã nào. Thêm máu nha mọi người, bông keo này. Ok nhá. Ok, mình chỉ có là hai túi máu thôi à. Tiếp tục thêm máu này anh em ơi. À đâu, lấy luôn khẩu format nào anh em, để test luôn cái skin format giả kim nhá. Đây anh em, hiện tại thì cả đang cầm đó là cái skin format giả kim nha anh em. Anh em thấy ngầu chưa ạ? Nó giống như kiểu là những cái bụi anh em ạ. Đấy, những cái bụi nó lan tỏa khắp khẩu súng nha. Anh em thấy ngầu chưa? Đó, rất là ngầu nha anh em. Hiện tại thì cái skin này nó đang xuất hiện ở trong cái vòng quay, đó là vòng quay vũ khí nha mọi người. Cực kỳ là ngầu luôn nha. Trông thấy nó có vẻ như là gắt có mà các bạn ơi. Đó. Lúc nãy thì mình có quay 120 kim cương và nhận được một cái khẩu súng là format giả kim này. Với lại thì VSS giả kim nữa. Tí có cơ hội thì kẹo sẽ test luôn VSS giả kim cho mọi người xem nhá. Ok. Lấy thêm hai túi máu này. Như này thì mới ổn được anh em ơi. Cùng kẹo tiếp tục đi săn mạng nào anh em. Còn tận 13 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này cơ. Đông mà các bạn ơi. Qua phía này coi. Không biết là mình có nên kèm lấy một cái chòi mình ngồi đấy mình thủ không nhỉ anh em không? Bởi vì là bo nó còn to lắm. Không nên thử vội để làm cái gì cả. Thủ làm gì hả anh em ơi? Sao cơ anh em? Thôi xong xong. Thôi xong rồi. Bắn thôi anh em ơi, 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 bắn thôi anh em ơi. Ok. Xíu nữa nha. Đừng tưởng là chơi xịn kẹo mà dễ nha. Ok ok đây. Kẹo cuốn thêm máu đây anh em. Quá tuyệt vời luôn nha mọi người. Nên đi bộ cho nó an toàn, chứ còn là đi xe thì dễ chết lắm. Ô, thính rơi, thính rơi. Thính rơi anh em ơi. Chắc là mình sẽ ăn cái này để nâng lên được cái giáp 4 đã. Mà thôi, kiểm tra thính đã anh em ơi. Thính mà có được giáp 4 nữa thì ngon. Ồ, thế này không có. Thế thôi, ăn luôn cái nâng giáp để lên được giáp 4 nha mọi người. Ok ok. Quá đã nha anh em. Ôi, bây giờ là chỉ là à đâu, còn lại có 9 người chơi nữa thôi anh em ơi. Let's go từ từ các bạn ơi. Đây có 8 người này. Ui, các bạn sẽ nhau gắt quá nhỉ, làm kẹo sợ đấy. Chúng ta sẽ nhau gắt quá anh em ơi. Được, hay lắm. Ok ok, và kẹo sẽ cố gắng kiếm tốt một lần nha anh em. Cứ lên trên này cái đã nhỉ. Rồi mọi người. Không thể ai cả anh em. Wow. Để mình coi nào. Còn chưa có người để kẹo kịp test cái khẩu súng format giả kim cơ anh em ơi. Đây này. Kẹo đang cầm trên tay đó là khẩu format giả kim nhá. Đấy. Kiếm người cái đã. Kiếm người để test khẩu này anh em ơi, xem là sát thương của nó có ổn hay không nha. Mà chưa thấy người đâu cả, chỉ thấy là các bạn ấy kêu nhau thôi. Đùa các bạn ấy kêu nhau nhanh quá, cần kẹo sợ đấy. Ui, thằng nào gài mìn ngay chỗ này vậy? Gài ngay cái chỗ linh tinh vậy thì ai cũng né được mà. Ok, chỉ những ai sơ ý mới là không né được thôi bạn ơi. Hay là lên xe chơi nhỉ anh em. Bo đã có to, chúng ta hãy cứ lên xe và chơi nhá. Ok, lên xe chạy đi săn mạng nào các bạn ơi nào. Mình sẽ chạy lên trên này và kiếm thêm mạng nhé anh em. Oh hello các bạn ơi, các bạn đâu cả rồi nào. Các bạn có thích là đối đầu với xe không? À đây. Tưởng gì tưởng gì. À tưởng gì tưởng gì. À tưởng gì em ơi. Format giả kim này. À mày chạy đi em ơi. Mày chạy đi em ơi. Anh có format giả kim nhá. Bây giờ anh cầm ngay MP40 này. Xe nó chạy đâu? Ui, đậu xe này. Làm gì vậy? Tính chơi với kẹo à? Ok ok đây. Mình sẽ ngồi tạm cho này mình cuốn máu cái đã anh em ơi. Gắt thật. Anh em thấy ghê chưa? Với như vậy là hiện tại thì kẹo đang có đó là 27 bán xem nhá. Lượm thêm đồ này, ui. Đồ ngon thế, ui, nữa hả? Có giọt qua đây. Có giọt qua đây, ui. Có giọt qua đây, có giọt qua đây, có giọt qua đây. Ui, phóng lựu à? Ghê vậy. Có giọt qua đây. Format giật kim này, format giật kim này. Ui. Bạn ơi, mình có format giật kim này bạn ơi. Ok, mình cùng máu qua đã.
Nó lại câu phóng lựu thì phải anh em ơi. Ok ok nào. Đậu xanh làm gì vậy? Làm gì vậy? Ok xanh mộ nha em ơi. Tính chơi với format giả kim hả em ơi? Chơi sao nổi hả em? Ok mọi người, lượm thêm đạn súng trường nha anh em. Thêm đạn súng trường này, bom keo cái thứ này sấy cho gắt này các bạn ơi. Ủa thằng này không có đạn súng trường này, có mỗi cái nòng súng 3 thôi nha em ơi. Thế mình sẽ qua phía này coi, phải kiếm được thêm đạn súng trường cơ anh em ơi. Đây đây, đây rồi. Ok nhá. Còn lại có 3 người chết nữa mà thằng nào vừa gọi ông Thính ra đây vậy. Ok đây, kẹo lấy xe cậu. Đây, kẹo chạy qua để chơi với nó luôn nhá. Let's go nào anh em ơi. Dám gọi drone Thính cả. Ok đây anh qua ngay. Mình sẽ chạy qua cái phía này. À nó gọi drone Thính này anh em ơi. Nó gọi drone Thính này nào. Mày đâu rồi vậy hả em ơi? À không ra lượm cả. Nó mồi anh em ơi. Ngay phía trên này thì phải anh em ơi. Ôi anh em ơi, kẹo nhấn lộn, kẹo nhấn lộn. Ui, tự nhiên đang chơi căng thẳng như này lại nằm xuống cả. Đâu vậy ta? Từ 1 hả anh em? Ủa kiểu này chắc là từ 1 rồi. Nó gài mì đâu rồi anh em ơi? Nó gài mì nhá. Căn nhà bên này à? Kẹo từ cái nhà bên kia. What the hell. Thôi kệ anh em ơi, kiểu này kẹo này kẹo nó luôn anh em ơi. Tôi cứ lấy xe tôi vào bo trước cái đã nhá. Ngồi canh nó luôn nhá. Xe mày làm gì với anh này? Anh lấy xe chạy luôn. Xem chú làm gì nhá. Bye bye. Xem bạn làm gì đấy nhá. Bye bye bạn ơi. Đây mình chạy ngay nhá. Còn 3 mạng nữa thôi anh em ơi. Đây anh em, đứng đây canh nó là nó đã đủ xanh mộ rồi. Chạy à, chạy à. Úi dồi, chạy à, chạy à. Phát mát giả kim em ơi. Mà chạy à, chạy à, chạy à. À chạy à. Úi dồi, chạy à. Ok đây. Vòng xe qua xử nó luôn nhỉ anh em. Sao nó chạy được với mình này. Hay lắm em ơi. Nào, chạy đi em. Để anh xem nào. Mà chạy đâu hả em ơi? Nào, đây à, đây à. Đứng canh các kiểu này. Ui, đổi qua, tiểu liên này. Tiểu liên này em ơi, tiểu liên này em ơi. Ui, tiểu liên các bạn ơi. Ui, tiểu liên các bạn ơi. Ok, chết vì bò nhá. Let go anh em ơi. Ui, gắt vậy. Ui, gắt quá rồi anh em ơi. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong rồi anh em ơi. Nhanh nào các bạn ơi, ui. Xíu nữa kẹo sinh mộ nha anh em. Gắt quá, gắt quá. Tí nữa thì mình đã bị đai rồi. Ok ok mọi người ơi. Đây let's go. Ủa thằng nào lái xe vậy? Lái xe thì mình cả. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong rồi nha mày, thôi xong rồi nha mày. Mong rằng sẽ không biết mình nhá. Đậu xanh, đậu xanh. Ui đậu xanh. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Vẫn lái xe được cả. Ok đây anh lên luôn nhá. Ôi mình phải tiết kiệm đạn anh em ơi. Còn lại có 105 miếng thôi anh em ơi. Còn lại có 105 viên này là phải tiết kiệm đạn nha mọi người. Không tiết kiệm đạn là không ổn nhá. Đây rồi, đây rồi đậu xanh. Đây rồi đậu xanh. Ok đã xong. Thằng cuối thì cuối anh em ơi. Đây cầm sẵn nòng súng 3 rồi nha mọi người ơi. Kill nốt thằng cuối là top 1 thôi nha mọi người. Ok anh em ơi. Có lẽ như là sức mạnh của format giả kim anh em thấy mạnh chưa nhỉ. Đấy hiện tại kẹo đang có đó là 32 mắt xem nhá. Thằng cuối được rồi. Cho nó ăn đạn từ format format gì đây anh em ơi. Format giả kim thôi nha. Nào đâu. Anh em thấy được vị trí thằng cuối chưa nhỉ anh em. Úi dồi ôi kiểu này là chú ăn no đạn format luôn nha. What the hell. Bo to lắm mọi người ơi. Chắc là nó đang ở nhà máy điện chạy xuống thôi. Từ từ cái đã.
Bây giờ bo thu tại đâu mới là vấn đề này anh em. À, bo thu ngay phía trên này. Thế từ từ đây. Kẹo chạy qua ngay luôn nha. Chắc là nó ngay phía trên thôi anh em ơi. À đấy rồi. À đấy rồi này. Ui giời ơi này, ngồi cạnh anh à. Tuyệt vời các bạn ơi. Yes. Pha mát giả kim này. Quẩy ngầu luôn nha. Có một nha mọi người. Ui giời ơi, nào nhảy. Thế là xong, hiện tại thì kẹo đã giành được top 1 ở trong cái ván đấu này. 10 kill anh em. Một con số vô cùng là tròn trịnh nhá. Ok mọi người. Quá đã. Lại top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.